Quá trình thiết kế cấp phối bê tông gồm hai phần: phần tính toán, phần thí nghiệm và tổng hợp số liệu. Thứ nhất, phần tính toán. Phần tính toán trong quá trình cấp phối bê tông được thực hiện theo các bước sau: bước 1, chọn độ sụt lún của hỗn hợp bê tông; bước 2, xác định lượng nước trộn; bước 3, xác định thông số của các chất trong hỗn hợp kết dính; bước 4, xác định tỷ lệ chất kết dính nước; bước 5, tính toán hàm lượng cần thiết của chất kết dính cho 1 mét khối bê tông; bước 6, xác định lượng phụ gia cần thiết cho 1 mét khối bê tông; bước 7, xác định hệ số dư vữa hợp lý; bước 8, xác định lượng cốt liệu lớn xoài đá; bước 9, xác định hàm lượng cát cần thiết. Phần thí nghiệm. Phần thí nghiệm và điều chỉnh lượng vật liệu thực tế cho 1 mét khối bê tông được thực hiện theo các bước sau: bước 1, thí nghiệm và kiểm tra độ sụt, từ đó điều chỉnh lượng nước tới mức lưu động theo yêu cầu; bước 2, thí nghiệm kiểm tra cường độ hiện trộn theo tỷ lệ thành phần ở bước 1, sau đó đúc 3 nhóm mẫu: nhóm 1 sử dụng hàm lượng theo đúng tính toán ở bước 1, nhóm 2 giảm 10%, nhóm 3 tăng 10%, sau đó chờ kết quả của 3 nhóm để mang đi so sánh. Bước 3, thí nghiệm xác định khối lượng thể tích của bê tông. Bước 4, điều chỉnh thành phần cấp phối của bê tông thực tế tại hiện trường, sau đó tổng hợp số liệu, quá trình tính toán, quá trình thí nghiệm để điều chỉnh và tìm ra các tỷ lệ hợp lý đúng quy chuẩn của vật liệu như xi măng, cát, đá, sỏi, nước cho 1 mét khối bê tông nhằm đạt các tiêu chuẩn chất lượng cũng như phù hợp với điều kiện thực tế sử dụng. Mọi người cần tư vấn liên hệ em Tự 0964 529 689.